Rồi. Lúc đầu gì? Rồi, ok. Buổi tối của ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta mỗi tuần học một buổi về dinh dưỡng. Thì buổi học của ngày hôm nay là dành cho khóa K3 đồng thời là khóa K2. Thì nội dung chính của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách giảm cân nhá. Và chính xác là giảm mỡ nhưng không giảm cơ, không giảm xương mà còn tăng cơ tăng xương nữa. Và đây là một cách giảm cân khoa học, chúng ta sử dụng khoa học kỹ thuật thì chúng ta mới có thể giảm cân được đúng như mong muốn của mình. Và điều quan trọng hơn cả là trong quá trình giảm cân chúng ta sẽ không bị tăng cân lại và không bị thèm ăn đó. Và cuối cùng là chúng ta hình thành được một cái thói quen mới, cái lối sống mới là không phải bị phụ thuộc vào thức ăn. Chúng ta ăn để sống, ăn để hưởng thụ, ăn để thưởng thức hương vị của thức ăn, chứ không phải là cứ nghĩ đến thức ăn là thèm khát quá và không thể cưỡng lại được cái sự ham muốn thèm khát ăn. Đúng là trong cuộc sống có rất là nhiều thứ mà chúng ta rất là khó có thể vượt qua được bởi những cái sự cám dỗ rất là ngọt ngào. Thì trong thức ăn là một trong những cái loại mà âm thầm hủy diệt, làm hỏng tổn thất cơ thể của chúng ta trong một thời gian rất là dài. Thì có vài cái ví dụ như sau nhé. Đó là bệnh gút, bệnh tiểu đường, đấy là hai cái bệnh thông dụng nhất do là ăn thừa đạm và thừa đường tinh bột dẫn tới. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước một nhé. Điều đầu tiên này, ai cũng mong muốn mình giảm cân đúng không? Thì bây giờ lấy một cái ví dụ của chị Dung nhá. Chị Dung ơi, chị Dạ cho em vâng xin cái ví dụ và mọi người cùng dùng bút và tập vở để ghi theo cách của mình nhé. Ai muốn tôi làm con số đây thì đọc tên luôn. Rồi thì ở đây là chúng ta giảm cân mà. Thì chị Dung bây giờ chị cho em biết là chị đang cao 1 mét bao nhiêu? m 53 rồi thầy ạ. Bây giờ Rồi càng ngày nó 1m53 nhá. Cả lớp mình cùng làm toán cùng nhau nhá. Chị Dung đang cao 1m53, chúng ta ghi vào vở sổ nhá. vâng. 1m53 đúng không? 153 cm. Đối với chị Dung 1m53 thì hiện tại chị đang bao nhiêu cân ạ? 62 cân rưỡi thầy ạ. 62 cân rưỡi, gọi là 62 cân đi. Dạ. Với người 1m53 mà là nữ trung cao tuổi thì chỉ cần 50 51 cân thôi. 50 hoặc 51 cân, thì ví dụ chúng ta để 51 cân nhé, thì đây chỉ 63 cân, vậy thì có nghĩa là đang dư Gì? 12 kg đúng không? Chị tên là Dung. Chúng ta ghi nhé, chúng ta đang làm toán đấy, có đang có mệnh đề đang làm giải toán đấy. Chị Dung cao 1m53, nặng 63 cân rưỡi đúng không? Có 2 cân rưỡi ạ. Nặng 62 cân rưỡi, 62 kg đúng không? Và cái mệnh đề đưa ra của huấn luyện viên đưa ra nhé là chị chỉ lên giữ ở cân nặng tầm khoảng 51 cân thôi. Vậy thì suy ra chị đang thừa 11 cân. Chúng ta gạch cái đầu dòng thứ nhất, thừa 11 kg. Rồi, thì ở đây ai muốn béo mà muốn giảm cân không? Ngoài chị Dung, có ai muốn béo mà muốn giảm cân không? Ai thì nhanh tốc lên tí. Còn không ai ai cũng ổn ổn Muốn được. giảm mỡ nhưng không muốn giảm cân Ok, được hiện tại là bây giờ là Nguyễn Mai là đang cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân? thầy. Em cao 1m53 nặng 46 cân. 1m53 mà nặng 46 cân thì em lại gầy. Em gầy nhưng mà gầy ăn sai dẫn tới to bụng đúng không? Thì em muốn giảm mỡ đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy thì bài toán của em là tăng cân. Thì cố gắng buổi sau sẽ tặng em cái liệu trình là tăng cân nhé. Em cố gắng mình nghe cái bài giảm cân với bài tăng cân nó cũng không khác nhau là mấy đâu. Chúng ta sẽ có nền tảng học nó sẽ dễ hơn. Vấn đề của em là gầy nhưng lại to bụng. Thì mục tiêu của em là muốn giảm mỡ nhưng mà không muốn giảm cân đúng không? Chính xác là Dạ bài toán của em sẽ là tăng cân nhưng giảm mỡ bụng. Đó, vâng. thì cái bài toán như vậy thường là dành cho người gầy gầy một chút. Rồi quay lại vấn đề của chị Dung này. Vậy thì suy ra chị thừa 11 cân. Thừa 11 cân nhé. Bây giờ chúng ta làm cái cách nào đó để giảm cho chị 11 cân. Đúng không? Thì chúng ta ghi một cái công thức này. Cứ 7.500 calo, 7.500 calo là bằng 1 kg, bằng 1 kg. Đó. 7.500 calo thì bằng 1 kg. Vậy thì suy ra chị ấy đang cần giảm 11 kg thì nhân lên. Đúng không? 11 nhân với 7.500, 7500. Tất cả là chị cần giảm 82.500 calo. Suy ra là cần phải làm sao? Bỏ đi 82.500 calo. Đúng không? Rồi.
Và bây giờ thì chúng ta làm một công thức toán nữa, mình lại gạch cái đầu dòng nhé, giống như tôi ghi này, cứ gạch 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 cái đầu dòng như này rất dễ nhận biết đúng không? Rồi, gạch cái đầu dòng nữa nhé. Chúng ta có một con số toán học là 30. 30 nhân với chính cân nặng của chị ấy, nhân với chính cân nặng của chị nhá. Hiện tại chị đang là 62 cân đúng không? Chúng ta lấy làm tròn là 62. 30 nhân với 62 lấy 30 nhân với 62. Hiện tại đang là 1860 thì bằng 1860 calo. Calo. Và 1860 calo đó hàng ngày chị đang ăn tất cả mọi thứ để thu được 1860. Có thể chị ăn đến 2000 nhưng chị hấp thụ được 1860, hoặc thậm chí là ăn đến 3000 nhưng hấp thụ được 1860, và chị đang duy trì là 62 kg, bằng 62 kg. Có nghĩa suy ra là 62 kg, để giữ ổn định được 62 kg thì mỗi ngày cần ăn 1860 calo thì mới có thể duy trì được 62 cân, chính xác là hấp thụ được 1860 calo, đúng rồi. Rồi, bây giờ có cái công thức nữa này. Chúng ta biết cái công thức thứ tư đúng không? Công thức vừa rồi là ba công thức rồi đúng không? Chúng ta có thể gạch đầu dòng. Công thức thứ tư đó là mỗi một ngày chỉ có thể giảm tối đa cho chị ấy là được 500 calo thôi. Có nghĩa là giảm 500 calo trên ngày. Giảm hơn nữa thì ở độ tuổi trung cao tuổi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng ta không nên làm bài toán giảm nhiều cân quá, dẫn tới là tổn thất cơ thể nhé. Vậy mỗi ngày giảm 500 thì chúng ta có cái công thức gì nhỉ? Giảm tối đa 500 calo trên ngày đó nhé. Trên ngày. Chúng ta có công thức này. Hiện tại của chị đang là 1860 đúng không? Chúng ta lấy 1860. Lấy 1860 trừ đi 500. Mỗi ngày chúng ta giảm 500 mà. Thì hiện tại chị đang ăn 1860. Vậy thì còn bao nhiêu nhỉ? 1360 bằng 1360 calo trên ngày. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chị ăn cái gì không cần biết nhá. Nhưng miễn là ăn 1360 calo trên ngày thì mỗi ngày chị giảm được bao nhiêu nhỉ? 500 calo. Vậy thì 10 ngày được 5000, 2 tháng chị giảm được 1 cân. 2 tháng chị giảm được bao nhiêu? Xin lỗi, 2 tuần 1 tháng chính xác nhá. Mỗi ngày giảm 500 calo thì 1 tháng là 30 ngày chị sẽ giảm được 2 cân. Vậy thì suy ra chúng ta sẽ để giảm cân một cách triệt để an toàn cho chị ấy thì sẽ mất vào tầm khoảng 5 tháng là sẽ giảm được cho chị 10 cân. Đấy là với cái công cụ bình thường nhất, đơn giản nhất mà không mệt mỏi gì cả, rất là dễ dàng. Còn trong trường hợp chị muốn giảm nhanh hơn để lấy body đẹp để đi chơi biển hay gì gì đó thì chúng ta sẽ có những cái công cụ xịn sò hơn. Nhưng tạm thời chúng ta dùng cái công cụ đơn giản nhất nhá. Rồi, vậy thì 1360 calo chúng ta chia như thế nào cho cả ngày? Để làm sao nhỉ? Chị ăn mà không bị đói. Đấy mới là quan trọng nhá. Chúng ta lại có thêm một công thức nữa. Chúng ta có thể gạch chân và đánh cái dấu vuông vào đây để ghi lưu vào đó. Lát nữa tôi sẽ chụp cái hình mà tôi đang ghi để gửi cho mọi người, để mọi người có thể hình dung ra dễ dàng hơn. Rồi, chúng ta có một công thức nhé, là đối với người giảm cân là ăn 4 bữa trên một ngày. 4 bữa trên ngày nhé. Lưu ý, đối với người giảm cân, chúng ta đang làm bài toán đối với giảm cân mà. Đối với người giảm cân ghi rõ ràng đi. Với người giảm cân kg thì cần ăn 4 bữa trên ngày. 4 bữa trên ngày. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có 1360 calo thì 4 bữa trên ngày là gồm những bữa gì và chia ra bao nhiêu calo để tránh trường hợp bị đói và bị thèm thức ăn đúng không? Thì chúng ta có hai bữa sau nhá, đó là hai bữa phụ. Bữa phụ thứ nhất là buổi sáng thì chúng ta ăn 100 tối thiểu nhá, là ăn 90 calo, tối đa ăn 150 calo. Có nghĩa là bữa sáng chúng ta ghi rõ ràng chữ sáng nhá. Ăn 90 đến 150 calo. Đúng rồi. Đó. Thì đó là bữa sáng. Và bữa 4 giờ chiều chúng ta cũng ăn tương tự như vậy. Chiều nhá. Y chiều đúng không? Chúng ta có ăn từ 90 đến 150 calo. Rồi, vậy thì suy ra bữa sáng và bữa chiều, 4 giờ chiều chúng ta đang ăn tối đa là 300 calo. Vậy thì còn lại là bao nhiêu nhỉ? 1.600 calo chúng ta sẽ chia đều cho hai bữa là bữa trưa và bữa tối. Đúng không? năm Bữa trưa bốn nhá. bữa Trưa là ăn bao nhiêu? 530. 130. Đúng rồi. Trưa là năm ăn 530 calo. Rồi. Tối cũng ăn bao nhiêu nhỉ? 530 calo.
Rồi, cộng tổng lại là 1.360 calo. Thì tự động mỗi một tháng chị sẽ xuống được 2 cân, rất là nhẹ nhàng mà không bị đói bụng. Thì mai chị hoàn toàn có thể ăn thử nhá. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ này, đa phần mọi người là chỉ biết calo rồi, tính toán được con số rồi, nhưng không biết ăn bao nhiêu thức ăn thì đạt được cái con số như này, đúng không? Mấy lạng hay tầm tầm nào đó. Thì chúng ta dùng cái phương pháp sau. Dùng phương pháp sau nhá. Lấy cái cân tiểu ly, cân cái lượng thức ăn của mình lên để đo ra calo. Giả thiết bây giờ buổi sáng chúng ta chỉ ăn mỗi cái gì nhỉ? Ngô thôi. Thì chúng ta tra Google 100 gram ngô gì đó. Ngô luộc hay là ngô nếp luộc hay là ngô nếp nướng hay là khoai nướng hay cái gì đó. Thì lưu ý nhé. Bây giờ giả thiết buổi sáng chúng ta chỉ ăn mỗi khoai thôi nhé. Thì bây giờ tra Google này. 100 gram khoai có bao nhiêu calo? 100 gram khoai luộc, khoai lang luộc nhá, luộc có bao nhiêu calo, viết rõ thật rõ ràng ra càng tốt. Ở đây máy của tôi đưa ra kết quả 100 gram khoai luộc là có khoảng 86 calo. Vậy thì buổi sáng chị ăn mà gì nhỉ? Một lạng khoai luộc, giả thiết một lạng khoai luộc nhá, hoặc là tối đa là hai lạng khoai luộc, gần hai lạng khoai luộc, chỉ ăn mỗi khoai thôi. Và trong trường hợp chị buổi sáng vừa muốn ăn khoai mà lại muốn ăn thêm một miếng bơ thì chúng ta lại cũng tra Google như vậy nhé, đúng không? 100 gram bơ có bao nhiêu calo đó, và chúng ta muốn ăn thêm một miếng thịt thì chúng ta cũng tính ra làm sao, 100 gram thịt gì đó có bao nhiêu calo, đúng không? Thì để chúng ta có thể tính ra 150 calo ăn tất cả những cái bữa ăn mà mình ăn, tất cả những thức ăn ở trong một bữa mà mình ăn đấy, miễn là làm sao đạt được 150 calo thì đấy chính là tối ưu, và chúng ta sẽ giảm được cân mà không bị đói. Rồi, bây giờ có một cái công thức nữa nhá. Đây là cái công thức rất là khó này. Tôi sẽ viết trước và mọi người sẽ làm theo nhá. Tôi sẽ viết một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn. Rồi tôi chia ra thành 3 ô. Một ô là 40%. Một ô là hai ô còn lại là 30%. Và 40% là cái gì? 30% là cái gì? 40% chính là đường hoặc là tinh bột. 30% sẽ là đạm. 30% sẽ là mỡ. Có nghĩa là hai khoang 30% đúng không? Mỡ. Rồi. Rồi. Ở đây chúng ta có con số tổng đối với chị Dung là muốn về 51 kg thì mỗi ngày chị ăn là 1.360 calo. Vậy thì 1.360 calo trong đó có bao nhiêu nhỉ? 40% là đường. Được. Thì suy ra đường là chúng ta ăn bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu calo nhỉ? Đừng ta đang tính cho cả ngày đấy. Đường Đường tinh chúng bột ta là bốn mươi. tính nhá. Để tôi tính cho. 1.360 136 nhân 4 bằng bằng 544 calo. Bằng 544 calo nhá, 544 calo. Viết rõ ràng nào. Rồi, 30% là bằng bao nhiêu nhỉ? 136 bằng 408. Đạm đấy. Bằng 408 calo. Mỡ cũng vậy. Bằng 408 calo. Rồi. Công thức là một cái khoanh tròn như thế này. Lát nữa thì tôi sẽ ghi nhá, mọi người nhìn nhá. Đó sẽ hơi khó một chút, không sao cả. Thế chụp ảnh tôi gửi. Chúng ta có một cái vòng tròn, chúng ta vẽ một cái vòng tròn và chia ra làm 3 khoang. Một khoang 40%. Thì 40% của 1.360 chính là 540 calo. Và 30% chính là đạm và 30% còn lại là mỡ, bằng 408 calo đạm và mỡ. Đây là công thức ăn chia để có thể là giảm mỡ nhưng lại tăng cơ, hoặc giảm cân nhưng mà không bị hóp mặt, hoặc giảm cân nhưng mà không bị to bụng, hoặc là bị làm sao bé bụng quá tóp má, tóp cả mông vào, đúng không? Rồi thì cái công thức như vậy, thay vì chúng ta chỉ ăn dừng lại là cho cả ngày thì bây giờ mình sẽ ăn cho từng bữa. Thì giờ giả thiết nhé, bữa sáng chúng ta ăn 150 calo thì chúng ta sẽ lấy 40% từ đường và tinh bột, đúng không? Chúng ta chia nhỏ thành bữa một, đúng không ạ? Ghi tiếp nhá. Bữa sáng
Ghi bữa sáng rõ ràng, bữa sáng vào. Ghi càng rõ ràng thì càng tốt. 40% của 150 là bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta ăn có 150 thôi đấy. Bữa sáng có tổng là 150 người. Vậy thì bằng có 60 calo đúng không? Calo là đường. Ghi luôn là đường luôn. Đúng rồi. Và có 30% là mỡ. 30% là bằng 45 đúng không? Bằng 45 đúng không? 45 calo. Rồi, 30% còn lại từ đạm cũng bằng bao nhiêu? 45 calo. Đạm. Rồi. Vậy thì bữa sáng chúng ta đang ăn tổng là 150 calo, nhưng chúng ta chỉ xoay quanh cái chủ đề này, chỉ ăn đường, mỡ và đạm. Xe máy thì nó chạy bằng xăng, ô tô thì nó chạy bằng dầu, máy bay chạy bằng xăng máy bay, tàu hỏa thì chạy bằng dầu của tàu hỏa đúng không? Và con người là chạy bằng calo, nhưng trong calo đó có ba chất chính, đó là đường, mỡ và đạm, chứ không phải là có mỗi calo không nhé. Và chúng ta ăn cân bằng là 40, 30, 30 thì mình sẽ giảm được cân mà không bị đói hoặc là không bị thèm ăn, giảm được cân nhưng mà không bị hóp má, tóp mặt, được đúng không? Thì bữa sáng chúng ta cũng chia như vậy, bữa 4 giờ chiều chúng ta cũng chia như vậy, bữa trưa, bữa tối chúng ta cũng chia như vậy. Thì lấy tiếp con số bữa trưa nhá, cố gắng càng rõ nét càng tốt. Bữa trưa chúng ta ăn 530 calo đúng không? Chị Dung ghi nhá. Bữa Vâng. trưa và bữa tối giống nhau đúng không? Vâng. Trưa ăn tổng là bao nhiêu nhỉ? 5. 530 calo. Đúng không? 530 calo. Rồi, trong đó có 40% là 53 nhân 4 bằng 212 calo. 40% bằng 212 calo là từ đường. Đúng không? Là từ đường. Đúng rồi. Trăm nhân bao nhiêu thầy nhỉ? Bữa trưa của chị là tổng là 530 calo và 40% của 530 chính là lấy từ đường. Vậy là bằng 212. Đúng không? Và 30% sẽ là từ mỡ. 30% là bằng bao nhiêu nhỉ? 53. 53 nhân 3 bằng 159 calo. 159 calo là từ mỡ. Và cũng 30% calo bằng 159 là từ đạm. Rồi, cái chúng ta thắc mắc bây giờ, đường là cái gì, mỡ là cái gì và đạm là cái gì? Thì mọi người lắng nghe nhé, có thể là tra Google đường là gì, các loại thức ăn đường là gì. Thì đường được gói gọn ở trong những loại thực phẩm sau này. Đường có từ tất cả các loại ngũ cốc, bao gồm ngô, khoai, sắn, yến mạch, đúng không? Ngô, khoai, sắn, yến mạch, đấy là ngũ cốc nhá. Và đường lấy từ các loại rau ngọt, hoa quả ngọt, củ, cả củ nhá, bao gồm cả củ su, hào, rồi là củ cải, rồi là khoai tây. Thì bây giờ cái cách để có thể tìm được ra bằng 212 calo thì giả thiết ngày hôm đó chúng ta chỉ ăn mỗi cơm thôi. Thì bây giờ mình tra Google nhé, chúng ta chỉ ăn mỗi tinh bột từ cơm thôi, chúng ta có thể ăn thêm rau đúng không? Rau cũng là đường mà. Thì chúng ta tra Google, giả thiết như mình mà ăn cơm nhé, mình không ăn rau, giả thiết cho nó dễ. Bây giờ thì tra Google 100 g cơm trắng. Cơm trắng, viết rõ ràng cho cơm trắng nhé, mình ăn cơm gì mình gõ cơm đấy, có bao nhiêu calo. Calo. Rồi, Google sẽ trả lời là rơi vào tầm khoảng 130 calo. Thì giả thiết ngày hôm đó chị sẽ ăn vào tầm bao nhiêu nhỉ? Ăn bao nhiêu mà miễn là đạt được 212 calo đến từ đường. Thì giả thiết chị chỉ ăn mỗi cơm không thôi, vậy thì sẽ có tầm khoảng bao nhiêu ạ? Gần 2 lạng cơm. Gần 2 lạng cơm nhá. Đúng không? Đó. Rồi. Thì chúng ta đã đạt được con số là 212 calo. Vậy thì bây giờ chúng ta lại lựa chọn tiếp này. Ưu tiên ăn đường chậm chứ không phải ăn đường nhanh. Đường nhanh chính là cơm nóng. Thì bây giờ mình ưu tiên chuyển sang ăn khoai hoặc là ăn cơm nguội. Cơm nguội đây là cơm nấu chín lên rồi, xong rồi mở cái vung ra để cho nó nguội, cho nó nguội hẳn đi, chứ không phải là để nguội qua đêm nhá, nó cứng của mình khó ăn đúng không? Thì ăn như vậy nó sẽ không phải là đường nhanh, mà không phải là đường nhanh thì chúng ta sẽ tiêu hóa từ từ chậm và không bị đói. Mình không thèm ăn thì mình sẽ không đói, càng thèm ăn thì càng đói có đúng không? Còn không thèm ăn thì có nghĩa là không đói. Vậy thì mục tiêu chúng ta hướng tới là kiểm soát lại cái hệ thần kinh của mình, tránh để mình bị nghiện đồ ăn. Và như vậy là không tốt, đúng không? Ăn khoai nhưng mà ăn khoai nguội,
ăn yến mạch nguội, ăn cơm nguội, đúng không? Tất nhiên là không phải là nguội ngắt để qua đêm, chỉ là để nguội trong cái bữa ăn của ngày hôm đó thôi, thì chúng ta sẽ trở thành đường chậm và mình ăn không bị đói. Rồi rau cũng vậy, chúng ta ăn rau nguội chứ không phải ăn rau xào nhá. Ăn những cái đồ nóng thì rất là ngon miệng, càng ăn thì càng đói, đúng không? Tất cả bao gồm cả thịt cá, tất cả tật mọi thứ. Rồi bây giờ đến mỡ, thì chúng ta làm cái gì để có thể lấy được 30% calo từ mỡ là 159 calo, đúng không? Thì chúng ta có thể ăn mỡ từ đâu ạ? Động vật hoặc thực vật, có thể ăn mỡ lợn, mỡ gà, mỡ heo, đúng không? Mỡ cá. Còn trong trường hợp chúng ta muốn trẻ lâu và không bị già và chữa được bệnh thì chúng ta ăn quả bơ nhá. Và dầu ô liu và các loại dầu thay mỡ thành dầu, thì tôi cam kết này, tất cả chị em đều nâng hạng nhan sắc hết, kể cả người già hay là người trẻ hay là trẻ măng. Chúng ta sẽ không bị biến dạng cơ mặt và cơ thể của chúng ta. Cơ thể không bị phụng vị mà sẽ rất là săn chắc. Mùa này bơ rẻ lắm, khoảng tầm 20.000 ký. Bán ở Hải Phòng rơi tầm khoảng 20.000 ký. Rất là nhiều và rẻ. Trong trường hợp chúng ta muốn ăn ăn qua bơ quanh năm nhé, thì chịu khó mua một cái tủ lạnh nằm ngang. Tủ lạnh ngang đấy rẻ lắm. Bây giờ tủ lạnh đồ cũ chắc chỉ khoảng tầm 6 triệu. Chắc là tích được khoảng tầm vài tạ bơ đấy. Ăn quanh năm suốt tháng không hết đâu. Đúng không? Rất là rẻ. Đó, chúng ta cho vào túi zip chúng ta ăn dần. Đúng không? Gần hết mùa chúng ta mua một chặng một tạ, hai tạ ăn quả cả năm, đúng không? Rồi, thì đó là những cái loại mỡ lành nhá. Và mỡ tốt để tránh trường hợp chúng ta vẫn ăn mỡ vào nhưng mà lại bị già, đúng không? Rồi, cuối cùng là cái gì nhỉ? Đạm. Đúng rồi, thì đạm chúng ta cứ giả thiết cho chúng ta chỉ ăn mỗi thịt đi, thịt bò đi chẳng hạn, thì lại tra Google 100 gram thịt bò có bao nhiêu calo, thế là ra thôi, đúng không? Thì giả thiết ngày hôm đó chúng ta chỉ ăn mỗi thịt bò thôi thì rất là dễ tính rồi. Nhưng ngày hôm đó chúng ta vừa ăn thịt bò vừa ăn tôm thì mình lại tra Google 100 g tôm có bao nhiêu calo, thì hỏi luôn nhá. 100 g thịt bò, nhưng nhớ là bò gì nhá. Bắp bò, đùi bò hay là bò xào hay là bò luộc hay là gì gì đó. Ví dụ nhá, luộc nhá, thịt bò luộc có bao nhiêu calo? Nhiều calo. Rồi. Thịt bò luộc 100 g thịt bò luộc thì có khoảng 250 calo. Vậy thì suy ra chúng ta sẽ ăn gần một lạng thịt 100 g, 250 mà. Thì chúng ta sẽ ăn vào giờ tầm khoảng 7 lạng rưỡi thịt bò trong một bữa là đã có thể có được 159 calo rồi. Còn trong trường hợp chúng ta không muốn ăn thịt bò, chúng ta ăn có thể thêm tôm, thêm cá thì cũng cách tính như vậy nhá. Có nghĩa là một cái gắp là ước lượng, và cách tốt nhất nhá. Ngoài quả bơ ra còn quả nào khác tốt vậy không? Bơ là một trong những thứ tuyệt vời nhất và rẻ tiền nhất. Còn ngoài bơ ra chúng ta có thể chuyển sang ăn dầu ô liu thì còn tốt hơn nữa, nhưng mà hơi mắc tiền. Chúng ta có thể ăn các loại dầu. Dầu thí dụ như là dầu cọ hay là các loại dầu mà dùng để rán ấy, hoặc là dầu để nấu riêu, nấu canh. Cái cách sử dụng dầu rất là đặc biệt nhé. Ai đó mà dùng dầu để rán cá, xào rau ấy, thì thực sự là không tốt đâu. Chẳng qua chúng ta thích thì chúng ta ăn thôi. Còn nấu riêu là sau khi nấu xong rồi chúng ta cho một chút dầu vào, thì cái nồi riêu rất là thơm và ngon và ngọt. Chứ tránh cái dầu của chúng ta là để cái nhiệt độ nó cao quá, dẫn tới là chúng ta chỉ ăn ngon miệng thôi và ăn chất độc hại, đúng không? Tôi chỉ không chọn những cái loại tốt nhất mà lại rẻ tiền nhất, tránh trường hợp là vừa tốn tiền mà vừa mang bệnh vào người, đúng không? Rồi, thì vừa rồi chúng ta đã biết tìm cái cách làm sao nhỉ? Tính các loại thực phẩm mà chúng ta ăn trở thành 100 gram, sau đó tìm ra calo và tính ngược lại thì sẽ ra cái bữa trưa, bữa tối, bữa sáng, bữa chiều của mình, đúng không? Và làm đúng công thức như vậy nhá. Rồi chúng ta mở lại từ đầu này, tôi nhắc lại lốt lại từ đầu nhá, để ai cũng có thể nhớ được rất là rõ và kỹ nhá. Thứ nhất này, chúng ta đang cùng nhau làm và giải một bài toán của chị Dung. Chị cao 1m53 cm và chị đang nặng 62 cân, đúng không? Chị Dung 1m53, nặng 62 kg, và dựa vào bảng tính chiều cao cân nặng. Lát nữa thì ai muốn lấy cái bảng chiều cao cân nặng đó thì bảo tôi sẽ nhắn tin vào nhóm của mình và mình tự cóp về nhé. Và dựa vào bảng chiều cao cân nặng và độ tuổi thì chị Dung đang dư 12 kg. Vậy thì con số chị sẽ trở về là 51 cân, là tuyệt vời nhất, vừa đẹp, vừa trẻ, vừa khỏe mà vừa không bị mệt mỏi, nặng nhọc, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm toán nhé. Làm như thế nào đó để giúp chị giảm được 11 cân. Thì cái bài toán đưa ra là giảm 11 kg, đúng không? Chúng ta có cái công thức thứ nhất là 7.500 calo là bằng 1 kg cân nặng, được không ạ? Rồi. Và suy ra chỉ cần giảm 82.500 calo để có thể giảm được 11 cân.
đúng không? Nhưng chúng ta biết được cái công thức đó rồi, vẫn còn thêm công thức nữa này. Đó là 30 là con số toán học nhân với 62 cân nặng của chị đang có bằng 1860 calo. Và suy ra là mỗi một ngày chị ăn tầm 1860 calo, có thể là ăn 2000 hoặc 3000, nhưng hấp thụ được 1860. Và do hấp thụ được 1860 cho nên chị mới giữ ổn định được 62 cân đó. Tại vì công thức mà thịt người, một cân thịt người sẽ có tầm khoảng 7 đến 8.000 calo. Vậy thì chúng ta lấy mức trung bình là 7.500 đúng không? Đấy, cũng giống như 100 gram thịt bò vừa rồi là bao nhiêu nhỉ? Là tương đương với 200 calo. Vậy thì một cân thịt bò là 2.500 calo. Mà một cân thịt người có nghĩa là bổ và nhiều năng lượng hơn thịt bò. Đúng không? Bằng 3 lần đấy. Đúng không? Rồi, tiếp tục này. Vậy thì chúng ta lại có thêm một công thức nữa. Đó là mỗi một ngày đối với người trung và cao tuổi thì chỉ được phép giảm tối đa là 500 calo. 500 calo nhá, tối đa đấy, không được giảm hơn đâu. Đối với người trẻ thì chúng ta có thể giảm đến 1.500. Nhưng riêng người lớn trung cao tuổi thì họ có rất nhiều các vấn đề liên quan sức khỏe, tim mạch hay huyết áp. Giảm nhanh quá thì họ nguột, họ xỉu mất thì chết dở. Tốt nhất là giảm từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Chăm sóc là chính. Chăm sóc mà vẫn giảm được, có thể là giảm nhanh hơn được đấy. Nhưng không sao, chẳng phải áp lực quá. Rồi, sau khi chúng ta có bốn cái công thức rồi thì bắt đầu chúng ta biết và tính toán tiếp nhá. Mỗi một ngày chúng ta giảm 500 đúng không? Vậy thì suy ra 1860 là chị đang ăn hàng ngày, thì bây giờ chỉ cho chị ăn là 1360 trên ngày thôi, đúng không? Và đối với người giảm cân thì chúng ta lại có thêm một công thức nữa, đó là ăn 4 bữa một ngày, chứ không phải ăn 5, ăn 6, ăn 7 bữa đâu nhá. Chỉ ăn 4 bữa trên ngày thôi. Vậy thì 4 bữa trên ngày chúng ta chia cái kiểu gì để ra được 1360 calo? Chẳng lẽ ăn cả một bữa à? Hoặc là ăn lung ta lung tung cũng chả biết là tầm tầm nào cả. Chúng ta học tập là để tính bằng con số chứ không phải là tầm tầm, đúng không? Công thức cứng này, bữa sáng sẽ ăn tối thiểu 90 cho đến 150. Bữa 4 giờ chiều cũng ăn tối thiểu 90 đến 150, thì giả thiết chúng ta ăn 150 đi cho full, đúng không? Vậy thì suy ra hai bữa là chúng ta ăn 300 rồi. Vậy thì còn lại 1.060 calo chúng ta chia đều cho hai bữa. Suy ra bữa trưa và bữa tối mỗi bữa là 530 calo. Đúng không? Rồi nhá. Tiếp theo đó chúng ta có một cái khoanh tròn. Cái khoanh tròn, một cái vòng tròn. Và cái vòng tròn đó tượng trưng cho các phần đường mỡ đạm mà chúng ta đang ăn. Dựa trên cái lượng calo là 1360. Và ở cái vòng tròn 1360 calo đó, 40% sẽ lấy từ đường là bằng 544 calo, 30% sẽ lấy từ đạm sẽ bằng 408 calo, và 30% sẽ lấy từ dầu mỡ cũng bằng 408 calo, có đúng không? Rồi, và chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo, đó là sáng, trưa, chiều 4 giờ và bữa tối. Lưu ý ở đây nhá, bữa tối trong trường hợp ai đó mà muốn ăn không bị to bụng, ăn để mà không to bụng nhá các bạn, các cô chú anh chị nhớ ngày xưa các cụ ăn được ba bốn năm bát cơm, 7 8 bát cơm có to bụng đâu, tại vì ngày xưa không có đèn dầu, không có điện, ăn cơm rất là sớm, 7 6 rưỡi đã phải xong rồi, 5 6 rưỡi đã phải xong rồi, không có điện, thành ra ăn sớm thành ra bụng nó bé. Còn bây giờ chúng ta có điện đóm, chúng ta lai dai ăn đến 10 giờ thành ra bụng chúng ta bị to. Vậy thì cũng có một cái thông thức tốc tốc ký nhỏ nhá, cái lưu ý nhỏ này, trong trường hợp không muốn to bụng thì phải ăn xong trước 6 rưỡi sáng, hoặc là tối thiểu, xin lỗi, phải ăn bữa tối xong trước 6 rưỡi tối hoặc tối đa là 7 giờ tối. Lưu ý nhá, chính xác là 18 giờ 30 tối hoặc là 19 giờ phải ăn trước. Chứ ăn sau cái thời gian đó thì bụng mình sẽ bị to, ngay cả khi mình rất là gầy, đúng không? Rồi. Rồi chúng ta cùng nhau chia tiếp nhá. Để có thể chi tiết hơn, vừa rồi chúng ta chia được 40, 30, 30 nhưng mà chia cả ngày rồi. Bây giờ chúng ta chia vào từng bữa ăn thì mình sẽ chi tiết hơn. Bữa sáng chúng ta ăn 150 calo đúng không? Và bữa 4 giờ chiều. Vậy thì 40% của 150 calo lấy từ đường sẽ là 60 calo lấy từ đường. Và cái cách để tính làm sao để ăn được ra 60 calo thì chúng ta cứ lấy 100 gram các cái loại đường mà chúng ta muốn ăn đấy. Có thể buổi sáng chúng ta ăn cả mì bánh này, lại thêm một chút rau, thì chúng ta cân đi. Cân nhá. Đem cái cân tiểu ly cân xem mình ăn bao nhiêu gram gì ạ, bánh miến cơm, và
xem mình ăn bao nhiêu gam rau, được chưa? Cố gắng cân trong vòng khoảng một tuần đấy nhá. Và lưu ý này, đây là một cái cách rất là tốt để giúp chúng ta có cái định lượng, ước lượng hiệu quả. Đó là cân xong đặt cái lượng thức ăn đó lên cái đĩa dài dài này, ăn cơm bằng đĩa có khẩu phần gọi lính tráng có suất đấy, hoặc là ăn vào cái khay đựng thức ăn, đúng không? Để cái chỗ thì để rau, chỗ để cơm, chỗ để thức ăn, đúng không? Chỗ để tinh bột. Và nhiều lắm là tầm khoảng một tuần sau là chúng ta không cần dùng cân nữa, tại vì chúng ta ước lượng được nó tầm 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 đó, đúng không? Đấy, mọi người có biết là cái bữa cơm gia đình nó thú vị như nào và nó độc hại như nào không? Cái bữa cơm gia đình nhá, bày hết ra mâm thì những người ăn yếu sẽ ăn chậm, và yếu là yếu mãi, cũng giống như con gà con heo đấy. À, mình đổ hết cả cám ra cái máng, con nào nó ăn nhanh nó khỏe nó sẽ tát hết, nó chẳng nhường được ai đâu, tại vì nó thèm ăn quá. Còn những cái con gầy thì ăn được ít lại càng gầy hơn, đúng không? Vậy thì bữa cơm gia đình cũng tương tự như vậy, đúng không? chúng Thằng ta này nó bật loa của mẹ chúng em. ta bày ra đó, chúng ta bày hết tất cả cơm và thức ăn ra đó, thì ai đó mà ăn chậm thì vẫn ăn đủ đỉnh, ai ăn nhanh thì vẫn ăn nhanh, ai béo thì vẫn cứ béo, ai gầy thì vẫn cứ gầy, đúng không? Vậy thì lính tráng có suất chính là chia cái bữa cơm đó ra theo cái khẩu phần calo, và mỗi người một khay, còn canh, còn gì ạ, hoa quả hay cái gì đó mà chúng ta muốn ăn thêm thì để riêng ra, đúng không? Thì đấy là cái cách ăn hiệu quả nhất, và tất cả những người ăn uống khoa học đều ăn như vậy. Thì có thể mà mình có cảm thấy rằng là ôi nhà mình bây giờ là truyền truyền thống, gia đình tôi gia truyền thống tự nhiên lại làm cái khay đi ăn ngồi một góc. Ôi, chúng ta không ngồi góc đâu, chúng ta ngồi cạnh đó, chúng ta vẫn ngồi mâm cơm đó, chúng ta vẫn ăn và chúng ta vẫn gấp cho mọi người. Đến một cái ngưỡng nhất định rồi thì chúng ta ước lượng và đo lường được khá là chính xác rồi thì chúng ta có thể bỏ cái đĩa đi, có đúng không? Không cần nhất thiết có đĩa đó, mình ước lượng được rất khá là chính xác, có thể là chỉ chạch từ tầm một vài chục gram thôi, không đáng kể, đúng không? Rồi quay lại vấn đề, vậy thì bữa trưa chúng ta cũng tính như vậy nhá, cũng là 40% lấy từ bao nhiêu? Đường 530 calo của chị Dung, 40% sẽ là 212 lấy từ đường và tinh bột, trong đấy có cả rau đấy nhá. Rồi 30% sẽ là 159 lấy từ mỡ, và cũng 159 lấy từ đạm. Và bây giờ chúng ta sẽ thắc mắc thêm là ăn cái đạm gì thì tốt, càng lớn tuổi rồi mà sinh lở xong rồi đấy, không cần đẻ thêm nữa, mà có lẽ ở cái độ tuổi trên 40 rồi thì có lẽ là ăn chay là tốt nhất, phù hợp, đảm bảo sức khỏe đẹp, không bị già trẻ lâu, đúng không? Còn tụi thôi đội trẻ thì các cháu còn trẻ thì các cháu còn nhiều khát vọng, còn nhiều ham muốn thì thôi để các cháu thưởng thức cuộc sống, khi nào chán và già giống mình thì cũng sẽ như mình cả thôi, đúng không? Thì mình cũng không quá là gượng ép, nhưng trong trường hợp mà muốn thay đổi từ từ, muốn đôi thay đổi nhanh đấy thì cũng phải từ từ, để tránh trường hợp là mình thay đổi đột ngột là mình cảm thấy khó ăn quá, tự nhiên bây giờ đang ăn uống bình thường thì rất là ngon miệng, cứ bắt quả ăn ngược ức gà thì ăn làm sao được, đúng không? Hay là cứ bắt người ta phải ăn hột hạt thì ăn làm sao được, nó bã cả miệng ra. Chúng ta chưa có những cái men tiêu hóa và chuyển hóa cái thức ăn đó, thành ra mình ăn ngay mà ăn dồn dập như vậy thì mình sẽ rất là khó nuốt, nó không vào miệng, nó không ngon miệng, đúng không? Thì bữa trưa, bữa tối, bữa sáng, bữa 4 giờ chiều ăn giống nhau nhá. Và đó là toàn bộ cách công thức để chúng ta giảm cân một cách khoa học. Giảm cân nhưng không bị hóp má, giảm cân nhưng không bị thèm ăn, giảm cân nhưng không bị tăng cân lại. Tại vì chúng ta không thèm ăn, chúng ta sẽ không bị tăng cân lại. Và quan trọng hơn tất cả này, cho dù có giảm cân hay tăng cân thì chúng ta vẫn phải ăn xong hoàn thiện tất cả các bữa, đặc biệt là bữa tối trước 6:30 tối để tránh bị to bụng. Còn ai đó mà đang to bụng thì cố gắng ăn sớm hơn một chút. Vậy thì bí mật ở đây nhá, nằm ở đây này. Ăn như thế nào để có thể ăn được trước 6:30? Thì rất là đơn giản, ăn cái bữa 4 giờ thì tự động bữa tối chúng ta sẽ ăn ít đi. Ăn thử mà xem, mai ăn thử luôn. 4 giờ chiều ăn một cái bữa xế, ăn bằng cái gì đó miễn là 150 calo. Thì 150 calo có thể lấy từ đây nhá, một nửa quả chuối, một quả trứng, một nửa quả chuối và một khoảng tầm khoảng 50 gram khoai. 50 gram củ khoai ấy nhá, ăn rất là nhanh. Còn trong trường hợp chúng ta không muốn thiết kế những thứ đấy, lưu ý nhá, lưu ý nhỏ nữa này. Các cái bữa ăn của chúng ta vẫn xoay quanh chủ đề là ba cái món ăn chính là đường, mỡ và đạm, đúng không? Muốn ăn cái gì thì ăn, vẫn phải đủ đường, đủ mỡ và đủ đạm. Đường bao nhiêu phần trăm, mỡ bao nhiêu phần trăm, đạm bao nhiêu phần trăm, chứ không phải ăn lung tung xì beng các loại nhá. Đạm có thể từ động vật hoặc có thể từ thực vật, mỡ có thể từ động vật hoặc cũng có thể từ thực vật, nhưng riêng đường thì có thể lấy từ rau củ quả, cũng có thể lấy từ làm sao các loại hạt, đặc biệt là ngũ cốc, đúng không? Rồi tôi dừng lại một chút nhá, để mọi người tương tác. Mọi người thấy khó nhớ ở đâu thì chúng ta tương tác luôn ở đó. Chúng ta còn 15 phút. Rồi, mời tất cả mọi người. Chị Dung có thắc mắc gì đâu, chị Dung ơi.
Vâng, nói chung là các cái này thì là cũng chủ yếu là nó phải chi tiết, nhưng cái chi tiết này thì mình phải tính thôi, chứ còn bình thường thì các cái này thì cũng đã rõ thầy ạ. Vâng, Vâng. lại giúp chị hiệu quả hơn nhé. Chi tiết Vâng. thì cố gắng ban đầu cầm mua cái cân tiểu ly cân thôi. Sau đó thì cân một thời gian thì mình sẽ quen, và mình lưu ý là mình cân xong mình để lên cái đĩa, để cái thức ăn của mình lên đĩa, thì lần sau mình ước lượng sẽ dễ hẳn ràng hơn, đúng không? Lần sau mình ước lượng sẽ dễ dàng hơn. Và tạm thời cứ dừng ở đấy đấy nhé. Trong trường hợp mà bây giờ chị muốn giảm cân, như buổi sáng nay có chia sẻ đấy, buổi tối ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đều được miễn phí. Và ai đó thông minh nhé, thực ra thông minh hoặc là khỏe mạnh, thông minh nhưng vẫn phải khỏe mạnh cơ, thì mình không mệt mỏi, thì mình hoàn toàn có thể giảm cân được cho mình và cho người khác. Nhưng trong trường hợp mình mệt quá, mình chả chả muốn tính toán làm gì cho nó nhỏ quá, thì mua liệu trình thầy bán và thầy chăm, đội ngũ chăm, và liệu trình của trong buổi ngày hôm nay được giảm 50%. Bình thường là 8 triệu, nhưng mọi người sẽ được mua còn có 4 triệu, đúng không? Và mọi người được tặng thêm một lọ canxi trị giá 500k, ship tận nhà, canxi thủy phân nhá, uống tăng lượng xương lên nhưng không bị nhiệt miệng, không bị sỏi thận, không bị nóng trong người, không bị táo bón, tuyệt vời chưa? Có nghĩa là chỉ còn khoảng 3,5 triệu, rất là rẻ. Mục đích là để làm sao chúng ta giữ kết nối với nhau và có cái cơ hội chăm sóc nhau nhiều hơn thôi, còn kinh phí làm thì chắc chắn là lỗ chồng vó, đúng không? Tuy nhiên thì mọi người có quyền lựa chọn, tôi không động viên hoặc là gượng ép ai cả, đúng không? Chúng ta cảm thấy cần thiết thì chúng ta hãng sử dụng, còn chưa cần thiết lắm thì mình hoàn toàn có thể nhé sử dụng toàn bộ kiến thức vừa rồi để giảm cân cho mình hoặc cho người thân của mình, đúng không? Ví dụ bạn muốn ngộ Nguyễn Mai muốn giảm cái bé bụng, đúng không, thì ăn bữa 4 giờ chiều đi, và làm sao nhỉ, tự động bữa tối ăn trước 6 rưỡi tối. Có thể bây giờ mình bảo khó không ăn được, bạn thì đầy những cái loại công cụ khác nhá, lương khô hoặc có thể là các loại bột, ăn vào bữa 4 giờ, có nhất thiết là phải ăn chuối mới trứng với cả gì đâu, mới khoai gì đâu, đúng không? Đó, hoàn toàn có thể ăn các loại bột, thì tôi cũng có rất nhiều những cái loại bột để có thể hỗ trợ mọi người ăn bữa sáng và bữa 4 giờ chiều để không phải mất công ăn uống lách cách tính toán, đúng không ạ? Rồi, ok. Mọi người có muốn thắc mắc điều gì nữa không? Lắc 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 cái cổ tay. Nhung có muốn hỏi điều gì không Nhung? Nguyễn Mai muốn hỏi điều gì không Nguyễn Mai? Hôm nay em rõ rồi thầy ạ. Không Ok. thấy. Nhung thì siêu rồi, đội của mình thì quá là ghê rồi. Nguyễn Mai muốn hỏi điều gì không? Vâng. Em hỏi ngoài chủ đề hôm nay có được không ạ? Ok. Thì đó là ví dụ em ăn 6 rưỡi, ăn kể cả 4 giờ rồi, ăn bữa tối 6 rưỡi xong, nhưng mà học hay là làm đến 11 giờ đêm ấy, nó đói lắm ấy. Em có Ok. cách nào? Hiểu ý rồi. Vậy thì trường hợp của em không phải là giảm cân, trường hợp Vâng. của em là tăng cân. Hiện tại bây giờ nhá, em đang cao 1 m bao nhiêu? Em đang thiếu cân mà trước em cũng tự tăng cân được rồi, nhưng dạo này ăn uống nó không theo kế hoạch, em nói bị gầy đi. Đúng rồi, em đang trong trường Em hợp trước là em cần phải tăng ăn đến cân. 6 bữa rồi ạ. Đúng rồi, ăn 6 bữa một ngày. Em là 6 ạ. nhóm người cần tăng cân, thì giả thiết bây giờ em đang Vâng. cao 1 m bao nhiêu, nặng bao cân Bây thì giờ phải chuẩn em bị 1m60. nặng bao nhiêu? Em 46 cân. Ôi, thế thì em thiếu tầm một gần chục cân. Em thiếu. Em bao nhiêu tuổi? Em 33. 33 thì em phải nên ít nhất cũng tầm phải 5-6 cân thì trông nó mới Vâng. khỏe mạnh Đúng đó. Vậy thì em đang rồi. thiếu cân, mà buổi tối em ăn đấy thì em cần phải ăn 6 bữa một ngày đúng không? Nhớ là 6 bữa Đúng một ngày rồi. không? Vâng. Vâng, ba đúng bữa rồi. ba mấy bữa phụ nhỉ? 4 bữa phụ, À, 4 bữa phụ chứ, 2 bữa chính. Bữa đúng phụ thứ rồi. nhất là sáng, bữa Đúng phụ thứ hai là 9 rồi. giờ, bữa Ừ, phụ thứ đúng ba rồi. là 4 giờ tối, 4 giờ chiều, và bữa phụ cuối cùng là 9 giờ tối. 9 giờ Đó. tối đúng rồi, phải ăn tối. Đúng rồi. Đúng rồi. Em nhớ hồi xưa em tính em phải dậy sáng, em phải ăn lúc 5 rưỡi hay 6 giờ sáng thì em mới có thể kịp được 6 bữa một ngày. Đúng rồi. Có nhiều cách ăn mà. Vâng. Vâng, Rồi, ok. Mọi người tương tác tiếp đi ạ. em hiểu. Tiếp tục khổ. Anh ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Em chỉ Có. cái tiếng xuất hiện nhé. Vâng ạ, em muốn ăn để tăng mông ạ. Em Nhưng muốn mà ăn để sợ làm là nếu gì? mà để tăng vòng ba. Tăng vòng 3 gì? Vâng Tăng ạ. vòng 3 thì Em bây giờ lại có cái công thức ở buổi khác. Buổi ngày hôm nay thì chúng ta Dạ. mở rộng cho thôi. Còn ngày hôm nay chúng ta tập trung vào tăng cân. Ăn tăng vòng 3 thì thực ra là cứ ăn bình thường và tập các cái bài độ mông, là tự động mà mông của mình có ít nhất cũng phải trong vòng 1 tuần cũng phải lên 2 cm rưỡi, 3 cm đấy. Thì lát nữa em cứ Vâng ạ. nhắn tin và tôi sẽ gửi cái chuỗi bài đó, và cứ tập theo 1 tuần 3 buổi thôi, tập hết, đúng không? Cứ mỗi ngày tập một bài, mỗi ngày một tập bài, đúng không? Vâng ạ.
Đó, đừng có lo nhé. Ok. Vòng 3 nữ giới thì tập bừa lên mà. Tập sằng tập bừa lên. Đó, không cần phải nhất thiết, không cần phải để ý quá nhiều. Chắc là chịu khó tập luyện thường xuyên trong vòng 5 rưỡi 2 năm mà to đùng và rất là rắn, tấn công cao nữa cơ. Vâng. Ok. Rồi mọi người có muốn kết nối điều gì không? Một bạn bạn tương tác là muốn hỏi sỏi mật ngoài tẩy run ăn uống đúng tập luyện ra phải làm gì nữa không thầy? Sỏi mật nhá. Sỏi mật, sỏi thận, sỏi gan và sỏi ở trong cái đường tiểu tiện của mình đấy. Có hai loại sỏi, sỏi canxi và sỏi bùn. Thì sỏi mật chính là sỏi bùn. Và tại sao mật của mình lại có sỏi? Thì nguyên nhân chính chủ yếu là do giun và sán nó chui lên. Thì ngoài tẩy giun chúng ta cần phải tẩy sán nữa. Tẩy sán không nghe, tẩy sán nó kinh, mà chính xác là chúng ta tẩy ký sinh trùng. Hầu hết chúng ta chỉ tẩy giun thôi, rất hiếm khi là tẩy ký sinh trùng. Ký sinh trùng thường phải 4-5 năm là phải tẩy một lần. Và ký sinh trùng là khi mà mình nhiều khi mình cũng bị buồn buồn mắt này. Mình dụi 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 mình thấy nó nhột nhột nhột, xong sau đó mình dụi hết, đấy là có ký sinh trùng đấy, chứ làm gì có con giun gì nó bò ăn tận tận cái mắt của mình, đúng không? Đó, và nhiều khi mình cảm thấy nào đó mình lu lú không nhớ được bài đấy, hay là học không bị thì không nhớ được đấy, có nghĩa là chúng ta đang bị quá nhiều ký sinh trùng nó tiết các độc tố ra và làm cho mình lão mình bị lú, đúng không? Thì ngoài tẩy giun chúng ta còn tẩy ký sinh trùng, hơn nữa là cần phải uống nước theo cái công thức. Thì bạn xem lại cái bộ video của chuỗi đào tạo huấn luyện viên yoga trị liệu hoặc là chuỗi huấn luyện viên dinh dưỡng trị liệu nhá, là trong bài 2 trong cái chuỗi của chuỗi bài của khóa 2 và khóa 1 giải thích rất là rõ về cái cách uống nước. Chỉ cần uống đủ nước thì chúng ta sẽ không bị sỏi mật nữa. Rồi, ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nguyễn Thu Hà có tương tác rằng là 1m6, nặng 53,5 kg, mỡ bụng dưới nhiều, áp dụng chế độ ăn sớm trước 6 giờ 30 tối. Có cải thiện được mỡ bụng không? Cam kết 100% cải thiện. Cứ ăn bữa 4 giờ chiều 150 calo và bữa tối ăn đúng như vậy thì tự động bụng dưới nhỏ lại. Trừ trường hợp bạn bị tách cơ bụng thì bạn lại nhắn tin inbox của tôi lại gửi cho bạn một chuỗi bài tập tách cơ bụng. Đa phần nữ giới các bạn mà trong quá trình sinh nở là tăng nhiều cân quá dẫn tới là cái cơ bụng nó bị tách ra. Mặc dù bụng không to nhá, nhưng do cơ bụng bị tách ra dẫn tới là bị đẩy tất cả cơ quan tạng ra ngoài phía ngoài của bụng, dẫn tới là mình bụng to nhưng mình gồng lên cái nó lại nhỏ lại. Thì nhắn tin cho tôi gửi cho chuỗi bài đó, và xem xong chuỗi bài đó thì tự động mình sẽ biết được rằng mình sẽ đo lường được xem mình có bị tách cơ bụng hay không, đúng không ạ? Ok nhá. Có rất nhiều nguyên nhân đấy chứ không phải tự nhiên bụng nó to đâu, có lý do đấy. Rồi có ai muốn tương tác thêm điều gì nữa không? Nếu mình chúng ta không có nhiều thời gian, càng cố gắng càng tốt, cố gắng xoay cho quanh cái chủ đề là giảm cân thôi, đúng không ạ? Cố gắng xoay quanh nhá. Lưu ý nhấn mạnh lại nhá, bạn nào đó muốn tôi chăm sóc thì ngay trong buổi ngày hôm nay, ngay trong buổi ngày hôm nay nhá, lát nữa các bạn nhắn tin luôn thì liệu trình 8 triệu tôi bán còn có 3 triệu rưỡi thôi, và chính xác là bán 4 triệu nhưng tặng một lọ canxi tầm khoảng 500k, đúng không? Còn mai ngày kia mới nhắn thì tôi vẫn thu đủ 8 triệu đấy, tại vì cũng không còn nguồn lực để mà làm công việc này nữa. Bạn Hoa bạn có tương tác rằng là em cao 1m62, nặng 52 cân, lên cân cũng dễ mà xuống cân cũng dễ, nhưng mông nhỏ bắp tay hơi 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 gì hơi, em phải làm gì? Có lẽ là hơi Hơi to to đó. ạ. Vâng Mông ạ. thì nhỏ, bắp tay thì hơi to. Và với cái cân nặng là 52 cân thì 1m62 mà nặng 52 cân thì em bao nhiêu tuổi? Em 42 tuổi ạ. 42 tuổi mà nặng 52 cân thì nhẹ quá. 1m62 mà em 42 tuổi thì em nên tăng nặng tầm 55 56 cân thì trông nó sang hơn. Thường nữ giới càng nhiều tuổi thì chúng ta cố gắng để cân nặng tối ưu, tối đa đấy, thì trông form dáng của mình nó sang hơn. Còn trong trường hợp mình để gầy quá thì nó sẽ bị khô, đúng không? Và khô thì sẽ không có cơ là đúng rồi. Tay to thì có rất nhiều bài tập nhá, làm giảm cái vòng 3, chính xác là làm tăng cái vòng 3 và giảm cái vai của mình xuống, thì có bài sẵn rồi, bạn chỉ cần nhắn tin là có nhá, có nghĩa là phải tập chứ không phải tự nhiên mà có nhá. Ăn uống vẫn bình thường thôi hoặc là ăn tốt hơn một chút, tăng lượng đạm lên một chút. Có thể tốt nhất là có thể lên được khoảng tầm 3 kg nữa thì là tuyệt vời nhất, đẹp kỳ luôn, tối ưu luôn đấy. Có thể hạng nhan sắc mình bây giờ đang là tầm 6 điểm 7 điểm gì đó, mà mình lên được 3 kg nữa mà mình lại tập nhỏ được cái vai của mình to cái mông lên thì chắc là được 8 9 điểm là chuyện đương nhiên, đúng không?
Ai cũng có thể nâng cấp sắc đẹp, sắc vóc của mình lên rất là dễ, nhưng quan trọng là phải có công thức và biết chính xác mình cần tăng cần giảm bao nhiêu, chỗ nào cần to, chỗ nào cần nhỏ. Đối với nữ giới thì đa phần chúng ta cứ làm to mông lên thì tất cả những bộ phận khác tự động nhỏ đi và tự động quyến rũ hơn, sexy hơn, trông bốc lửa hơn, trông như nhiều năng lượng giới hơn, đúng không? Tránh trường hợp mông nhỏ quá trông nó cứ kiểu như là bị nguột 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 người đấy, nó xỉu xỉu xỉu, nó trông nó giống như là bị kiểu như bị thiếu năng lượng, thiếu oxy đấy, đúng không? Rồi, mọi người muốn tương tác thêm điều gì không? Nhắn tin nhá. Ok. Em cũng muốn hỏi thầy một tí là cái chương trình Vâng ạ. mà cân này này thì thầy thì là cái gói 3,5 triệu đấy thì nó là ăn trong bao ăn cái tinh bột hả thầy? Ăn Không, cái chẳng không ăn cái gì cả. Chỉ hàng ngày là hướng dẫn chị ăn, chị phải gửi ảnh các bữa ăn cho thầy và thầy tính hộ chị, hướng dẫn chị tính. Và sau 1 tháng là chị hoàn toàn có thể số được ký, không ăn một cái gì khác nhá. Vẫn thức ăn hàng ngày. Còn trong trường hợp điều kiện có thì chúng ta có thể ăn các loại bột. Các loại bột thì có thể là các loại bột hạt, cũng có thể là các loại bột ngũ cốc, thì có nhiều loại bột lắm, không nhất thiết là phải Herbalife, Amway hay là Unicity, không nhất thiết, đúng không? Hoặc thầy tính cho chị là buổi sáng thì ăn bao nhiêu gam khoai, bao nhiêu gam bơ, bao nhiêu gam thức ăn thịt cá, thì chị muốn ăn cái gì thì thầy sẽ hỗ trợ chị, sẽ viết thành luôn và gửi cho chị để chị biết rằng là ăn như vậy là thừa, thì sau vài hôm là chị sẽ quen, vài hôm thôi, nhiều lắm là tối đa tầm 5 6 hôm là chị quen và chị tự tính được, chắc là chị cũng chẳng hỏi thầy nữa đâu, đúng không? Đó là không ăn uống, không ăn thêm một cái gì cả, chỉ là ăn uống bình thường thôi. Thì Vâng. Thủy ơi, em nói vài câu xem nào. Đây là bạn Thủy nhá, thầy không bán bạn ấy ăn cái gì cả mà vẫn chỉ là thức ăn hàng ngày. Bạn người đang nắng Lâm Đồng thì buổi trước thì bạn có gửi tặng thầy một thùng bơ, hôm nay mới chín được 1 2 quả, thì tương tác với cô các chị một chút xíu về cái quá trình giảm cân của em. Dạ em chào thầy, chào cả lớp, em cũng chào cô luôn. Thì giảm cân thì nó cũng đơn giản thôi, là mình phải ăn uống nghiêm túc một chút. Đó, giữ cái miệng mình một chút đã, xong thời gian mình quen, mình giảm rồi thì mình có thể giữ ổn định luôn. Đó, mình sẽ ăn uống không thèm nữa, đảm bảo cam kết là không thèm nữa. Đó. Vậy thôi thầy ơi. Ok, thì giảm được mấy cân do tự lực của mình, chỉ là học kiến thức của thầy thôi. Em tự lực hồi đó là em giảm được 8 cân thầy. Tuyệt vời chưa? Giảm 8 cân, chẳng ăn uống cái gì khác, vẫn là thức ăn hàng ngày thôi. Trong Bây 4 giờ tháng trong 4 tháng đấy, 8 cân chính ra là mỗi tháng được 2 kg đó. ạ. Thầy mấy bạn ấy khác nhau hoàn toàn nhá, mà chỉ dạy qua Zoom thôi, đúng không? Chưa gặp trực tiếp bao giờ luôn. Đấy, thì hôm trước là bạn ấy tặng một thùng bơ cảm động luôn. Ok. Ngọc Anh hỏi rằng là muốn tăng vòng 1 thì làm sao? Tăng vòng 1 là to cái bầu ngực của mình lên, đúng không? Thì to ngực ở đây có rất nhiều cách để làm to ngực. Một là làm nhỏ tất cả những nhóm cơ liên quan đến xung quanh vùng ngực. Ví dụ như nhỏ cái cầu vai này xuống, nhỏ cái cơ lưng của mình xuống, nhỏ cơ xô của mình xuống, nhỏ bắp tay của mình xuống và nhỏ ngực trên của mình xuống, thì tự động bầu ngực của mình lộ ra và to hơn. Có rất nhiều người nha, bầu ngực rất là nhỏ nhưng mà phần cơ đó thì rất là dày, dẫn tới là đo cái vòng ngực này rất là rộng nhưng ngực thì lại rất là nhỏ, đúng không? Có thể lên đến tầm gần gần mét nhưng mà ngực thì lại có bé tí bé xíu thôi. Vậy thì cái cách tốt nhất này là giảm tất cả những cái nhóm cơ xung quanh vùng ngực xuống thì tự động ngực to lên. Còn muốn ngực to lên đột xuất luôn nữa đấy thì chắc là chỉ có phẫu thuật thôi, chứ tự nhiên ngực to lên được không có đâu, đúng không? Cái gì tôi không làm được thì tôi sẽ bảo không làm được, đúng không? Nhưng nhóm cơ xung quanh nhỏ, mà trong trường hợp những nhóm cơ xung quanh của em có nhỏ rồi thì thôi, chịu khó tiết kiệm tiền đi dạy yoga nhiều nhiều một chút, tiết kiệm khoảng tầm 80 vào Vinmec là được 2 quả hoành tráng luôn, dùng cả đời. Bây giờ nhiều người làm lắm, xứng đáng luôn đấy, nâng hạng nhan sắc lên mấy trăm phần trăm luôn đấy. Lớp tôi khá nhiều người làm đấy, lớp up lớp on cũng vậy, có khá nhiều. Còn bài tập để to lên thì không có đâu, đúng không? Cái gì bảo không có là không có, tại vì nó không thực tế và không có, tại vì cái nhóm cơ đó là mỡ chứ không phải là nạc nhá. Chúng ta càng tập thì càng mất mỡ. Trong trường hợp chúng ta muốn tập cái nhóm cơ ở dưới bầu ngực của mình lên thì rất là khó, tại vì tập từ đến đâu thì phần mỡ cũng lại mất đến đấy, và cuối cùng ngực mình rắn cân, ngực rắn cân còn một rúm con này nhưng mà rắn cấc, thế thì cũng không được đẹp cho lắm, cũng phải mềm mềm một chút, đúng không? Giải pháp tốt nhất chính là tập nhỏ các nhóm cơ xung quanh và phẫu thuật thẩm mỹ. Cái gì làm được thì bảo làm được, cái gì khó quá thì tôi bảo không, đúng không? Có rất nhiều bạn tập xuống cân một thời gian rồi teo cả ngực nhưng mà ngực nó cứng lại, teo khác nhá, còn bé khác nhá. Rồi, ok, các bạn muốn tương tác thêm cô chú anh chị có muốn tương tác thêm điều gì nữa không?
Thấy em thấy mọi người hay nói có người bảo người xương to, người xương bé, người nặng xương, nên là cô nặng là vì cô nặng xương, nhưng mà không phải đúng không ạ? Đúng Nó chỉ là rồi, cái không có chuyện dân nặng gian xương thôi. đâu. Không bao giờ có Xương chuyện làm gì nặng có xương xương to nhá. xương bé. Xương không xương to Vâng. thì có, còn nặng xương thì không bao giờ có. Theo công thức nhá, theo công thức này. Đối với hầu hết Vâng. tất cả mọi người chưa có ai mà là nữ giới vượt quá 3 cân xương. Mọi người có biết là cả bộ xương của chúng ta có bao nhiêu ki không? Bộ xương của chúng ta không một người nào là nữ giới người Việt mà vượt quá được 3 cân xương đâu, hiếm cực kỳ luôn. Chỉ có khổng lồ thôi, cao tầm ở mét tám mấy 90 trở lên mà nặng đến tầm 80 kg thì mới có thể đạt được 3 cân, hơn 3 cân xương. Còn người bình thường là nữ giới người Việt mà loanh quanh tầm mét 7 đổ lại đấy thì bình thường chỉ rơi vào tầm khoảng 2,5 cân đổ lại thôi. 2,5 cân xương đổ lại thì lấy đâu ra nặng xương? Nặng xương đấy chỉ là làm sao ạ? Là cái câu cửa miệng quen thôi. Tại vì công thức của xương rồi, không bao giờ quá được 3 cân đối với nữ giới người Việt mình đâu. Đúng không? À, thì ơi, cái máy đo xương tỷ lệ cơ nước mỡ thì rơi vào tầm khoảng hơn 2 triệu. Khoảng hơn 2 triệu nhá. Nguyễn Thị Hà có muốn tương tác là muốn eo thắt nhỏ lại thì chỉ tập các bài tập và động tác vùng eo thôi, hay mình vẫn phải tập toàn bộ body thì eo mới nhỏ lại? Tập toàn thân nhá. Khi mà tập vào mỗi eo thì có thể dẫn tới là bị tổn thương đấy, tại vì chúng ta tập trung vào nhóm cơ quá, cứ tập toàn thân thì tự động nó xuống, đặc biệt là tập yoga. Cứ tập toàn thân nó sẽ xuống đều tất cả. Và tập càng kham nhẫn, càng kiên định thì càng tốt. Giữ thời gian lâu lâu một chút thì chúng ta sẽ ngấm vào da thịt nhiều hơn. Lưu ý nhá, tập toàn thân chứ không phải tập vào mỗi một nhóm cơ đâu. Đúng không? Eo em 94 xuống dưới hơn 70. Đấy, bạn Thủy này. Đấy, bạn Thủy bạn chia sẻ nhá. Eo có lúc nhiều cân nhất là 94 và xuống bây giờ còn hơn 70 một chút. Đối với nữ giới mà trung bình khoảng 70 là vẫn bình thường đấy. Không có vấn đề đâu, 70 trông cũng rất là nhỏ nhắn chứ không phải là to đâu. Eo 60 thì người mẫu mất rồi. Eo đó ai siêu siêu nhỏ thì cũng chỉ rơi vào tầm 64, 65 thôi. 70 là ổn lắm rồi đấy. Đúng không? Những nữ giới bình thường chỉ có loanh quanh 70 trên dưới 70 một chút xíu thôi. Còn chắc người mẫu thì mới đạt được 60 thôi. Ăn uống kham khổ luôn. Rồi. Ai đó cần bài tập thì cứ nhắn tin inbox nhá. Có lẽ buổi học xuống đây thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Buổi sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề khác nhé. Thì buổi sau thì tôi sẽ làm cái chuyên đề và buổi học về dinh dưỡng cho mẹ bầu và bé. Thì có thể là cô chú, anh chị, cô chú trong lớp, các chị trong lớp đã qua cái tuổi đó rồi. Nhưng mà các bạn huấn luyện viên thì cần. Và nhiều khi là mình là bà rồi, mình cũng cần biết những cái kiến thức đó để chia sẻ giúp đỡ con cái của mình. Để tránh trường hợp các cháu là trong quá trình mang bầu ấy tăng nhiều cân quá dẫn tới là giãn hết cả bụng, xẻ hết cả ngực, đúng không? Giãn hết cả đùi và nhiều khi là còn xa cả thành âm đạo, xa cả cổ tử cung, xa dạ dày thì rất là đáng tiếc, thậm chí là còn bị trĩ nữa cơ. Rồi cố gắng nhá, cứ mỗi hôm chúng ta sẽ tương tác một chút. Rồi. Mình chào mọi người nhá. Chúc cả lớp mình thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay tôi nói nịu ngọng hơi nhiều. Xin Chắc ngày hôm nay dạy nhiều cảm ơn quá. thầy ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn anh ạ. Và Chúc mọi chào người thầy. ngủ ngon nhá. Em chào các anh chị. Xin cảm ơn thầy. Chào mọi người.